Thường thì nói chung là đã bước vào cái công việc chăm sóc sức khỏe này là đến đây là cũng 2 năm rưỡi rồi. Trước đây thì thường làm Herbalife, nhưng mà khi Herbalife thì 2 năm rưỡi thì cũng cực kỳ là năng nổ, cực kỳ là phấn đấu, nhưng để được thành công thì nó cũng thật là một một cái vô cùng là nan giải. Nhưng đến hôm nay thì thường bước sang đây thì nói chung là tháng thứ năm, nhưng mà thường là 2 tháng đầu tiên thì bảo trợ chia sẻ nhưng mà không tin và lại lửng lơ. Thì đúng ngày mùng 10 tháng 3, thì thường mới quyết định làm thực sự. Thì cho đến nay thì chính xác là mới làm hơn 2 tháng thôi. Thì thường thấy cái công việc, cái sản phẩm nó đã quá quá tốt, và cái một có một cái giải pháp cho mình để mình có công cụ làm, và cái này thì để giúp được thật nhiều người cũng hạnh phúc như mình, giúp được nhiều người cũng có sức khỏe và trao cho họ những cái hạnh phúc công việc và hạnh phúc thu nhập, và tất cả đều là mình hạnh phúc như thế nào thì mình sẽ giúp cho người đằng sau hạnh phúc như vậy. Cho nên thường thật sự rất là hạnh phúc, dù mệt mỏi mấy ngày cuối tháng thì cực kỳ mệt, nhưng mà cực kỳ là cũng có lúc cực kỳ mệt nhưng mà vẫn cố gắng. Hôm qua là hư xe ở tận thành phố Thanh Hóa, là tận ngoài ngoài nông cống á, hư xe để coi như là sửa xe cho bán 11 giờ đêm từ Thanh Hóa mới về, nhưng mà vẫn cứ sung sướng, vẫn cứ hạnh phúc. Nhưng cảm ơn Cái cả cảm nhà. giác như thế nào về cái câu nói nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng? Và đúng rồi, thì xin cảm ơn thủ lĩnh, là thường thì thường cũng nói với tất cả mọi người là bây giờ mình nhìn ngập ra là vất vả cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng thật sự. Thì từ trước thì cũng rất nhiều công việc rồi, chị thường cũng kinh doanh buôn bán có rồi, chị thường cũng đi làm đủ tất cả các nghề cũng đủ rồi, nhưng mà chưa có một cái công việc gì mà nó được hạnh phúc như ngày hôm nay. Thật sự là một cái công việc là đưa lại hạnh phúc cho mình, mà để cho được được rất nhiều người đằng sau mình cùng hạnh phúc, cho nên là thấy nó quá tuyệt vời về thủ lĩnh.